Vâng, xin được chào toàn thể mọi người ạ. Hôm nay em có ít đồ nghề giới thiệu mọi người đó. Mấy cái tô vít, kìm đuôi chuột, mấy cái mỏ lết, búa, cào C, cào F, có một cái kìm hàn nữa. Dạ vâng, để đặt hàng thì xin liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747. Giá các mặt hàng này chưa gồm phí ship đâu. Rồi em vào chi tiết luôn. Số 1 là một cặp tơ vít đây. Cặp tơ vít vector Vercel. Vector của Vercel này. Đây Vercel. Xeo ra vào hai cây này tới đầu đóng á, đây hai cây nó bị sắt để đóng. Ok, chiều dài nó là 15 phân ạ, 15 phân. Cái phần mũi này nó 5 phân đây, đó đây 5 phân. Như hai cây này đầu là đây, dấu cộng là đầu BH1, BH1 còn dấu trừ là trừ 5.5. Cái đường kính của thân này 5.5. Đây là 5 châm. Ok, rồi cặp tới với số 1 này giá là 101 ạ. Số 1. Cái số 2. Cái số 2 cái tới vít đóng luôn, đầu BS3. Đó, đầu này đầu BS3. Đây ra bằng luôn này. Ra bằng luôn. Ra bằng. Rồi, đầu năm chưa? Cái này mũi nó là 15 phân ạ, 15. Đây nó là chiều dài nó 28. 28. Đọc cái số 2 này giá là 100. Số 3, cũng có cây của Vercel nè. Rồi, ra vào. Rồi cây này thì không có đầu đóng, cây này thì dùng để làm điện. Ok, mũi còn ok rồi, làm chưa? Cái này cũng là 15 này, mũi 15 này, đây 28. Cái này số 3 là giá là 100 luôn. Số 4 là cây kim nguội của Notter. Đây cái này thì nó không có vỏ, rất là mới luôn ạ. Notter. Từ giá vàng.
Cái này nó dài ra, chiều dài nó là 16 phân ạ. 16 phân này. Cái này số 4 ạ, số 4 giá là 101. Đây, cắt xi. Rồi, ok, cắt. Số 5 cây kìm hai lỗ, kìm Bro ạ. Này, kìm Bro của Sankey. Dấu zin. Cái này nó dài là 20 à, hơn 20 à, số 5 giá là 100 6 cái kìm mỏ quạ của Lotter 250 mini đây, 250 à, dấu zít đây. Rồi, cái này thì nó mất vỏ rồi. Cái vỏ nó bị mất. Răng còn ok. À, cái số 6 này giá nó 140. 6. À, cái số 7 nó cây đuôi chuột. Rồi, đôi chuột 17 19 đấy. Rồi, 17 19 ra bằng. Super đây. Super. Rồi. À, chiều dài nó là 24 phân, đuôi cũng hơi bị hơi cong một chút ạ. Số 17, số 7 này giá 160. Số 8. Số 8 của này, số 8 cái này săn cây cũng 17 19 ạ. Săn cây giao vàng. Đó, số 8 giá 160, đuôi cũng hơi cong. Mấy cái này cái nào cũng còn nó cứng, cứng không có rêu nát. Ok. À, cái này chiều dài nó 25 phần. À, 17 19. À, số cái này số 9 đây. 19 của Super số 17 21 đó. 9 giá là 140. Rất là cứng các. Đây, chiều dài nó 31 thôi. Đó, đuôi cũng hơi cao.
9 giá 140. Số 10. Số 10 cây của MCC, cây này thì có một đầu 19 ấy. MCC. Rồi nó có một đầu, đầu này đầu 19. Cái này chiều dài nó 30 đến 5. Cái này nó là đuôi thẳng, cái này nó thẳng. Cái số 10 giá là 100. Số 11. 11 thì là đầu 19-24. 19-24. Rất là cứng. Tốp này, da băng, tốp này, da băng. Rồi, chiều dài nó là 36 thôi. Rồi, 36, 35. Chỗ này thì nó dính như sơn này, xong rồi cây số 11 này giá 220. Số 12, 12 thì cây cần tiếp đầu 1/2. Đầu 1/2 KTC. Đó, cái thân này hơi bị đen chút này. Cây này thì có cái ống nối kéo ra đó. Số 12 giá 201 này, đầu đầu này đầu 1/2. Ok, bì này tốt. Này ngắn nhất nó là 30 phân. Còn kéo ra nó là 34 phân, 38 phân. Đó. Đây, bì đây. Đây chiều dài là 38. Số 12 giá 201. 13 cây cần nắc của ông Tôn. Cần nắc đầu 1/2. 1/2 này. Tôn ra và ra và cái này còn rất là đẹp luôn. Rồi. Rất là ít. Okay, chiều dài nó là đây gần 27 luôn.
Số 13 này giá là 260, 13. Số 14 là cây cần tiếp này của Mituloy ạ. Rồi, Mituloy. Rồi đầu là 1/2 luôn. Cái này chiều dài nó là 30 vẫn 30 à. À, số 14 đó, giá là 190. 14 số 15, 15 cũng là Mitoloy nữa. Mitoloy nữa. Số 15 này giá 100, 190, chiều dài nó 30 phân. Rồi đầu 1/2 đó. Số 16 là cây mỏ nết, số 16 mỏ nết của KTC 250 250 mini số chít đấy. À, số 16 giá 160. Còn rất là cứng. Yeah, cái này số 16 giá 160. Cái số 17, 17 là cũng một nét 250 của Sankey. 17 Sankey. Giờ ra băng, ra băng. Rồi, còn rất là cứng, ok. Rồi, số 17 ạ, giá 160 nữa. 18, 18 là cây mỏ nết răng, cây này của Hit ấy. Nó 250 mini, 250. Rồi, dấu vít ra vàng, này nó. Số 18 này giá là 190. Rồi, nó so đây, ok. À, cái này nó mở được 45, 45 ni. À, số 18 giá 190. À, số 19 này. Đây. 19 cái kìm Kakuta, cái kìm bấm hàn ạ. Số 19 giá 220. Đấy cái ốc, con ốc cái khóa cái nóc cây ạ.
Chiều dài nó là 21 phân. Chiều dài đây nè. Rồi cái miệng mở ra được là 3 phân. Đó. Mở ra được 3 phân. Rồi cái kim bấm hàn này mình để kẹp các cái chi tiết để hàn, kẹp nó cứng vào để hàn. Mình điều chỉnh bằng con ốc vít này, con ốc này. Đào vặn vào, ok. Kẹp vào thì nó như cây kim chết này, như cây kim chết ấy, kim bấm chết ấy. Okay. Cái này số 19 giá 220. Số 20, 20 là một cặp cảo C. Cặp cảo C này là cặp này là 50 mini ạ. 50, 50, đây một cây của săn cây, một cây của super. Dạ vâng. Rồi, đang còn đất nó đẹp đẹp. Rồi, cặp cảo số 20 này giá là 240. Nó là 50 mini, miệng mở ra 50 mini. Đây, mở hết ra 50 mini. 5 phân. Số 20. Đây, số 21 thì có một cây super 75 mini. Đây giá vàng. À, 75 mini, 75. Là cái số 21 đó, giá nó là 220. 5. Số 22 là một cặp cáo ép của tốp, cặp cáo gỗ. Rồi. Rồi, của tốp này. Rồi, hay. Rồi thông số của nó đây, nó là mở ra là 250. Đó, 250 khoảng không nó là 80. Mở ra miệng là 250. Còn đây là 80 mini đấy, 80. Rồi, cặp cảo số 21 này, 21 này, cặp này là giá 400. Cặp này số 22 giá 400, 22 giá. Số 23 cái bố bi. 22 cái bố bi này, cái bố bi OH đây. Cây này thì 3 phần 4, 3 phần 4 LBS. Rồi, con đầu con rất là đẹp.
Số 23 giá là 140, nó nặng là cả cán là 460 g. Số 24 24 cái búa đinh của Yamaguchi này. Yamaguchi. Novo Yamaguchi. À, cái chiều cao nó 13 năm. Rồi, số 24 giá nó là 190, nó nặng là 540 g. Số 25. 25 cây búa bi. Cây này cây búa bi của tốt. Giá nó nặng là 1,1 kg, cả cán nó nặng 1,1 kg. Hey, tốt. Đầu bi này, ok. Cái số 25 giá là 250, nó ký mốt. Dạ vâng, em xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.